Rồi, em Thắng xin kính chào cái bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Ngày hôm nay em về được ít đồ bãi anh em, đồ hôm nay thì cũng ít thôi. Thế nên mình xem cái sản phẩm nào đó phù hợp với mình thì mọi người có thể chốt ha. Và bên em sẽ có hai hình thức giao dịch, nếu như anh em là mình chuyển khoản thì em bao ship, còn ship code thì thêm cái phí vận chuyển giúp em ha. Rồi, vô luôn cái mã 1. Cái mã số 1 B1 120.000 là một cây kìm, cái này thì giống như thép tráng ha, tráng non à. Và cái mũi của mình thì nó quắp nhọn như thế này ha, nó có quắp xuống như thế này ha, nhiều khi anh em cũng cần. Ngoài ra thì nó có một cái lỗ tròn nên em một thuốc dây của hãng SB vậy ha, A232. Ren kìm nó còn khá là đẹp. Cái đồ ngon lành nha anh em. Đó. Cái đồ rất ngon. Và con này thì nó dài được là 16 cm nha. Đây, tổng chiều dài mình đo được là 16,5 luôn á. B1 giá 120. B2 thì cái này là cái kìm cắt nha anh em. Kìm cắt kim tinh xe cái này còn khá là đẹp nha. Cái bãi nó vàng vàng thôi. Nào thì em vệ sinh sơ để em lau dầu lên thôi chứ cũng không có vệ sinh kỹ. Còn nào nó còn đẹp nha anh em, lưỡi cắt này. Có một đồ tròn tuốt dây. Lưỡi cắt rang luôn ngon lành. Vỏ màu đột chuối ha. Vỏ màu đột chuối. Cắt rất là ngọt ha, dài 16,5 cm của Kin TTC do ship nội địa Nhật. Con này mã số B2 ha, giá 120.000. Tiếp theo B3, cái kìm thép trắng nữa, cái này nó đa năng hơn nữa ha. Đây của thương hiệu hãng CRB này, hàng nội địa Nhật nha anh em. Nó thép trắng luôn. Đó, nha, trắng non trắng nào cũng quắp như thế này nha, nhưng mà con này đựng cái là nó có thêm cái chi tiết là nha anh em đó. Cái đầu mũi nhọn nó như thế như ha, và chỗ này nó có ép cốt nữa, cũng như phần cát như là kẹp ốc. Đó, một cái kìm đa năng. Đó. Đây, vỏ được cũng dài dạng ha. Đó, hiệu cá. Đây. Cát đồ ngọt sợ. Cái đó ngọt nha anh em. Đó, có bấm cốt này, kẹp ốc đồ này nọ ha. Đó, trên đây nó thiết kế cái đầu mũi như thế này nữa. Rồi cái này để giá 130 nha, dài 16,5 cm luôn, B3 130.000. B4 thì một con kìm của thường Thuribit, cái này thì thép trắng luôn. Đó, đây. Style steel là thép không rỉ nha anh em, thép trắng đó, Saben này ha. Đó. Đây, thì cái đầu mũi nó như thế này nha, cái đầu nó nhọn vậy thôi, không có rang có rít gì nha anh em. Vỏ đồ đẹp, B4 giá 100. Cái này thì nó dài được là 15 cm nha, dài được là 15 cm. B4 giá 100.000. B5. B5 thì một cây Thuribit nữa, cái này là cây kìm bằng loại sợi trung, còn khá là mới nha. Đây, Thuribit made in Japan. Đó, mạch kìm đồng mới canh. Đó ha, mạch kìm đồng mới canh ha, Thuribit này. Japan ha. Lưỡi cắt rang đồng đẹp. Đó, Thuribit nha anh em, Thuribit. Cắt còn ngon lành ha. Tổng chiều dài 16,5 cm luôn nha anh em, 16,5 cm. Cái kim bằng này giá 130 B5. B6 cái kim nhọn của Mary có lò xo. Đó, Mary này có lò xo trợ lực. Đây đây là đầu mũi nhọn. Đây là ren kim. Có lò xo trợ lực ha, ren kim nó ngon lành. Và Mary thì nó có thêm một cái lỗ tròn để mình tút dây. Cái nẹp nhựa. Tực ha. Thì các bán anh em. Đó, bán. Này, giờ điện nữa ha. Đó, tực ha. Rồi dài 16 sen nha, dài 16 cm luôn, B6 100.000. B7, một cái kìm cái góc xéo của Fujiya. Đây, một cái kìm cái góc xéo của thương hiệu Fujiya này, đó anh em ha. Thương hiệu Fujiya em vệ sinh quá tay nó hơi mờ mờ tí. Ren kìm thì người ta cũng đã xả nước rồi nhưng mà nó không bị mẻ nha, nó bị râm râm thôi chứ nó không bị mẻ. Đó, anh em mình cắt rồi còn ngon trắng nha anh em. Đây. Cắt rất là ngọn nha. Dài 16,5 cm. Dài 16,5 cm, cái kim góc góc xéo này mã số là B7 giá 110.000. B8 một cây kìm điện. Cái này thì có bấm cốt luôn Fujiya. Con này thì vỏ đẹp này, được không? Vỏ màu cam đồ tự rõi luôn, vỏ đẹp. Có một cái phần bấm cốt thì cái này nó bị nổ điện nha anh em. Chắc người ta sử dụng làm điện này nọ thì nó bị nổ, nó có một lỗ tròn anh em mình có thể sử dụng để tút da luôn cũng được. Còn là lưỡi cắt bên trên thì nó rất là fit nha, lưỡi cắt thì còn đẹp nhưng mà nó bị nổ ha, không có bị râm. Con này thì rang kìm được còn ok hết nha anh em, nó người ta cũng đã có xài rồi.
Bộ lại thì nó có thêm cái phần bấm cốt đây nè, anh em mình xài rất là ngon. Tổng chiều dài của cây kìm này nó dài tới 21.5 nha anh em. 21.5. Đây, lưỡi cắt rất là dài nha, đó anh em thấy không? Lưỡi cắt rất dài, gia đình bự này nhưng mà bỏ vào cắt rất là sướng luôn. Rồi cái này em để giá là 160 nha, tại vì nó bị lủng lỗ đó nha anh em. B8 giá 160. B9 một cái kìm cắt của Mary size bự. Size 19 nha. Đó, đây. Mặt kìm đồng đẹp anh em, vàng vàng là do em vệ sinh em quên lau mới ra dầu lên thì nó vàng vàng thôi. Anh em mình muốn đẹp về mình vệ sinh tiếp thì nó có răm răm trên cái phần lưỡi. Đây, thấy không? Đập đập phần lưỡi cắt nhưng mà không sao nha, mình cắt luôn ok đó ha. Cái điện nó ok hết ha. Đó. Cái này 130.000 nha anh em. 130.000. B9 130 nha, nó dài tới 19 sang nha anh em. Lưỡi cắt thì nó không có được đẹp, nó răm răm vậy thôi. À, dài 19 sang mà. À. B9 giá 130. B10. Cái kim cắt phụ gia này, cái này thì còn đẹp. Đó, đây, lưỡi cắt còn ngon lành. Đó, đây ha. Đó, lưỡi cắt phụ gia này ha. Đó, dài nha anh em có thể cắt kiếm thôi này nọ ha. Đó, của phụ gia. Size 19 luôn nha. Size 19 là chỗ này nó có cắn nhẹ thôi, không có ảnh hưởng gì ha. Đây. À, ha, bấm vào điện bự thì rất là ngọt luôn ha. Đó, tực tực giờ 19 cm. Giờ 19 cm ha, 18.5 19 cm ha. B10, con này giá 170. Theo B11. Cái này là cây kim của Husan, cái này cũng còn đẹp nè. Cái này là đây, dính dầu thôi nha anh em. Cái này là anh em mình về mình vệ sinh thêm thôi. Này thì em vệ sinh sơ qua thôi nha anh em, nó chưa có lao lấy gì đâu. Nên mình về vệ sinh thêm thì nó tráng non là nó không bị rỗ nha, không bị rỗ. Cái này là do để bãi cái này nọ thôi. Của Husan nha anh em, con này nó có phần bóng cốt đây ha. Có thêm cái phần bóng cốt nữa cho nên mình xài. Đó, ren kim nó trông còn đẹp. Đây, size 19 có bóng cốt. Đó, đưa cái đồ ngon lành, ren kim còn đẹp. Vỏ dài cách điện ha. Đó, 19 sen là cái chiều dài của mình. Rồi, con này B11 nha. Con này giá 170 giúp em. B11 giá 170. B12. B12 thì cái này của thằng thằng Top nha. Đây, của thương hiệu Top cũng khá là nổi tiếng nha anh em. Nè, hơi mờ mờ tí cho em vệ sinh nha, tại vì những cái dòng này nó khác là da nên là vệ sinh là đây này thấy không, chữ Top này. Đó, Top Saben này ha. Hơi mờ mờ tí nha anh em, mình nhìn kỹ sẽ thấy nha. Đó, của Top. Vẫn vàng đặc trưng của nó này. Cái này thì nó còn đẹp anh em. Đó, ren kim nó còn đẹp ru luôn. Đó, lưỡi cắt nó còn ngon lành, không có bị râm riết vậy ha. Và cái này thì vỏ trơn nha, vỏ trơn. Cát ngon lành đó nha anh em. Rồi. Tổng chiều dài 19 cm anh em, nó dài được 19 cm, mã số là B12, giá 160. B13. Một cây vít rất là dài luôn. Nè, nhưng mà nó cũng có bị cong nhẹ nha, nó có bị cong nhẹ nè, anh em về có thể uống giúp em nha. Nè, mình nhìn kỹ thì nó cũng bị cong nhẹ nè. Vì mình uống lại, không sao hết ha. Thì cái vít nào là cái vít dài nha anh em, nó dài tới là 40 cm nha. Đó, nó dài tới là 40 cm, đầu vít của mình là đầu vít dương BS2. Đây, BS2 nha. Đó, dài 40 cm. Này, B13 giá 130 nha anh em. Đó, đây, con này thì của hãng Bower Japan nè. Bower Japan này ha. Đó, B13 giá 130. Rồi, B14. Cái này là một cây vít nhắn nha. Đó, cây vít nhắn còn Vercel. Đây, một cây vít nhắn này. Đây, anh em mình có thể mình dạng tròn ra để mình sử dụng như vít led ha. Đó, thì như bên led. Còn anh em mình không thích nhắn thì mình mở ra làm sao cái này ra ha. Xài này ra thì nó sẽ nó sử dụng như cái vít nhắn. Đó, cái này thì đầu vít của mình là đầu vít -6, đầu vít nhỏ nha, đầu vít trừ. Thì tổng chiều dài của con vít nhắn này nó dài được là 34 cm, dài được 34 cm ha, của hãng Vercel. Vercel nha anh em, của hãng Vercel này. Rồi, anh em thích cây vít nhắn này ha, mọi người cho giúp em B14 giá 180. B15, một cái kéo cắt cành của ARS nha. Đó. Đây, cái cành ARS con này thì mới bị sinh sơ thôi, anh em thấy nó đai bãi này nó có đen đen này, nhưng mà lưỡi cắt nó còn nguyên zin này. Đó, được không? Lưỡi cắt còn ok hết nha anh em. Đó này. Của ARS nha anh em, không có bị mẻ gì mít gì đâu. Lưỡi cắt nguyên zin. Đây. Lò xo quá chất đầy đủ của thương hiệu ARS nha anh em. Đó, thương hiệu ARS Made in Japan. Cũ thì anh em mình xài ngon ha. Hàng của ARS thì cũng rất là chất lượng, nó dài được là 19 cm nha.
con này em để giá 180. B15 ha, 180.000. B16 của mình là một cây classic nhỏ của thương hiệu Top. Đây, thương hiệu Top nha, con này thì nó có sợi dây xích khá là dài nè, để anh em mình mới ống này, nó sợi dây xích được khá là dài. Thì cái sợi dây xích này của mình nó dài được là 45 sen đó nè. Đây. Sợi dây xích của mình nó dài được 45 sen nha. Đó. Còn cái phần này thì nhỏ, phần này thì nó được là 15 sen. Đó, của Top Japan nha. Đó, rồi anh em nào thích cây classic này ha, mình chốt giúp em mã số. Đây, ren cổ đâu còn ngon lành hết nha anh em. B16 giá 200. B16 ha. Này, B16 giá 200.000. B17. B17 một cây vít lát tự động đó, chiều đó, nhỏ nhỏ xinh xinh của thương hiệu Sunblast. Này, nó bị dính sơn thôi nha anh em, không có vấn đề gì ha. Này, mũi vít của mình là mũi 6.35. Anh em mình có thể mình mở ra, mình có cái đầu vít khác mình bỏ vô mình xài. Đầu vít nguyên zin của nó trên này là 6.35 nha. Cái vít lát nha anh em. Đây, tên hãng của mình này, Sunblast Japan anh em ha. Của Sunblast đó, đảo chiều cắt xuống đó, ngon lành nha. Cái vít luôn. Rồi anh em thích cái vít luôn này, B17 giá 100.000 nha, vít lát nha anh em. B18 một cây cắt ống của hàng MCC này đó, cái này cũng còn đẹp nha, lưới cắt nó còn nguyên zin này đó anh em thấy không? Đó, cái phần lưới bán anh em thấy cái phần lưới bán nó còn khá là cao nha, đó phần bán này đó, chung là sự nhâm sù anh em không có mẹ ha. Con này thì cắt ống 42 nha anh em, PC42ED này. Hôm trước em có một con mới bán 602 á, anh kia bán giùm ha. Còn cái này thì hàng bãi MCC Japan cũng còn khá là đẹp nha. Đó, anh em mình quan trọng là lưới cắt này đó, anh em mình kỹ lưới cắt này ha, đó rất là ngon nha. Phần độ bán đồ này nó còn rất là cao ráo, rất là bán ha. MCC đó, cái dòng này ED là cái dòng nó tự động này anh ha, nhắc từ từ này ha. Còn anh em mà sử dụng ống mình nhỏ này, mình nhanh thì mình kéo xuống, mình gọt xuống này, để mình lấy cái đai mình gọt xuống này đó, mình gọt xuống lần lần tới ống nhỏ mình đắp cái ha, mình đắp đó. Đây đó, cái ống 42 nha anh em, cái ống 42 ha, phía 42 trở lại. Rồi anh em thích cái ống 42 này mọi người cho giúp em ha, B18 giá 380.000. B18 ha, 380. B19 thì em có một cây móc quả này. Cái này đẹp hơn cái hôm qua nữa anh em. Đó. Trong cái bao đồ này nó đẹp hơn cái hôm qua nữa, nó mới càng nó không có bị vàng vàng gì hết á. Trang phao hết ha. Trang phao luôn. Nói chung là cũng chưa có xài hết nha anh em. Đó, của Lotter hiệu tôm hùm này. Size của mình là 250 nha, chiều dài của mình 25 cm và độ mới ngầm của mình là được 45-50 ly gì đó ha. Con này B19 giá 180. B20. B20 một cái khóa 4 số màu xanh như thế này ha, nó không có chữ nghĩa gì đó nhưng mà thằng 7 như thế này nha anh em, cũng rất là đẹp. Bánh cốc là anh em mình xem cái phần bánh cốc này, nó này cũng mới can ha. Đây, bên trong này ha. Thì 4 số này của mình là 10 này, 12 này, 13 và 14 nha anh em. 10, 12, 13, 14. Đó. Đảo chiều gạt lên, gạt xuống. Rồi B20 giá 180 nha, màu xanh còn khá là đẹp ha. B20 180. B21 một cây mỏ lết của Sanki chưa xài cho nên sưu tầm. Nó size của mình là 150 ha, chiều dài của mình là 15 cm, độ mới ngầm của mình là 20 ly ha. Sanki Japan, mới càng Japan luôn. Dài 15 cm. Mới càng luôn ha. Rồi con này B21 ha. B21 giá 100. Theo B22, cái này của Aigo, anh em thích con nào mình chốt con đó, nó đều chưa xài hết cho nên mình sưu tầm. Những cái mẫu đất nhỏ nhỏ ha. Mùi dài 15 cm, mở ngầm được 20 cm. 20 ly chứ. Mở ngầm được 20 ly. B22 giá 100.000. B23 một cái đuôi chuột nhỏ này, nhỏ nhưng mà khó kiếm lắm anh em. Những cái đuôi chuột này rất là khó kiếm nha. Của Subo, Super ha, cái này còn khá là đẹp, đen xì luôn. Cái sườn xin màu đen luôn này ha. Super Made in Japan ha. Con này là số 10, 12 nha anh em. Đuôi chuột 10, 12 này. Đó, siêu hiếm luôn. Không phải là dễ có anh em. Có thì cũng không được, được đẹp như thế này đâu ha. Rất là đẹp. Một sườn zin này. Đó. Này phù hợp cho anh em mình siêu tầm cho đủ bộ này. Đó, 10, 12, 12 mở ha. Đó. Cái cà lê đuôi chuột. Này nó dài được là 21 cm nha anh em. Dài được 21 cm. Đó. Rồi cây này thì lâu lâu mới có đường con số 10, 12 này ha, số nhỏ 17, 19 đâu nhiều chứ còn 10, 12 này lâu mới có con nha anh em. 180.000 B23 nha, cờ ly đôi chuột này 180.000. B24 cây này 180 luôn. Cây này là cây cờ ly
dặn clear đây nè, đuôi chuột, nhưng mà cái phần này đầu miệng hở nè, cái này còn mới luôn, của top luôn nha anh em. Này đầu miệng hở của mình là đầu 12 nè, mới càng xà beng luôn. Đây đầu miệng 12 nha, đầu miệng hở này là 12, còn cái đầu đuôi chuột này của mình là 10 và 14 nha. Hai cái ống điếu này nó dài nha, đó, hai ống điếu này được cái là ống điếu này nó dài được là 7 cm nha, dài được là 7 cm, 10 càng ha. Giờ bèn của top nha anh em, top giờ bèn rất là xịn luôn á, và đặc biệt con này nó còn mới cho nên mình siêu tầm, 10 càng luôn ha. Rồi cái này em để giá 180 B24. Tiếp theo B25. B25 em có một cái khóa KTC này, cái này còn khá là mới nha. Số của mình là 21 23 này anh em. Số 21 23 nha. Ở nước xì anh em thấy này, còn rất là mới nha. Đó, KTC Japan này, này nó bị lấm lấm bằng thưa anh em mình vệ sinh ra này anh em thấy. Đây. Nó mới mà vô để bãi này nó có những cái vết lấm đất rồi này nọ nha anh em. Đó. 21 và 23. Này thì nó nặng chắc 400 gram á. Rồi gần 400 gram anh em. Quá bự. Còn đẹp nha anh em, nước xi rồi sáng bóng này. Nó dài 32 cm. B25 giá 140. B26 một cây khóa 17 19 nha anh em. Đó, cái này là số 17 19 này. Đó. Còn khá là mới nha. Đó. Đây, rang cỏ nói chung là còn đẹp. Anh em mình xài 17 19. Super nha anh em. Super Japan 17 19. Đây, giao dịch nội địa Nhật ha. Rồi B26, B26 giá 100 nha. B26 giá 100.000. Dài 28 cm. Rồi B27 thì em có một cặp này, cái này bán cho một cặp cho dễ. Của KTC hết nha, KTC thép alloy này. Đó. Cho nên mình xài. Thì cặp này là gồm có số là 10 11 12 13 nha. Này. Cái này là cây 10 12 này, còn cái này là 11 13 này anh em, bốn số là 10 11 12 13. Của KTC thép alloy steel hết ha. Đây, KTC thép alloy steel. Đây. Đây thì cái đầu. Đây. Đầu vòng thì nó bị đen 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 thôi chứ còn sử dụng ngon nha anh em. Đây. Hai cây. Nó dài được là 20 cm nè, dài được là 20 cm. Rồi nguyên một cặp này giá 180 giúp em nha. Một cặp 180 hai chiếc B27 ha. B28 thì em có một cái khóa 14 của thằng Seki nha, SEK. Cái này thì nó bị tróc xi ra nè, nó bị tróc xi rồi chứ không có bị vấn đề gì hết ha, chứ còn rang miệng nó còn đẹp đó, nó bị tróc xi ngay chỗ đây nè, nên để giá 100.000. B28 100.000 nha. 14, cái đầu 14 này là có thể rất léo đây đó, đẹp nha anh em. Đầu 14 này thì nó còn đẹp lắm nè, mới càng luôn, nhưng mà cái chỗ này nó bị tróc xi tiếc ha, chứ mà nó còn mới lắm. Rồi cái này thì nó dài được tổng thể là 23 cm. B28 100.000. B29 một cây khóa cờ lê đầu miệng hở với là một đầu vòng của thương hiệu là hàng Quali Craft ha, của Nhật Japan nha anh em. Cái này là số 19 này, số 19 nha anh em. Cái này là cái miệng hở kiểu mờ mờ để mình mở nhanh á ha, mở nhanh. Đây đầu vòng thì cái đầu vòng này nó có chết một góc bao nhiêu độ đó ha, để người ta mở trong những cái góc đồ này nó không có bị cả tay. B29 giá 100 luôn đó. Thì con này nó dài được là 23 cm nha. B29 100. B30 một cái kìm chết cũng khá là mới nha anh em. Con này nó của EKM này. À, nó của EKM này ha, 020076, mới căng luôn, hình như chưa có xài. Hàng bãi như này rất là đẹp nha anh em đó. Phần lưới cát này cũng như ren kim nó cũng đẹp. Đó. Rồi so đồ ngon này đó. Cái này thì gần như là chưa có xài. Và cái xài lướt thôi chứ còn rất là mới nha anh em. Đó. Thép CRMO nha. Thép CRMO, Ceramic Denim ha. Đó, con này thì mình đo được cái chiều dài của mình là 20 cm nha anh em, 20 cm, xa 200 mm ha. Rồi cái này em bán giá 250 nha anh em, 250.000, còn khá là mới ha, xa 28 inch ha. B30 250. B31 một cây cần trượt của Tone 1/2 này, một cây cần trượt của Tone này 1/2 này ha, sản xuất nội địa Nhật, Japan, xa 250 ha, là cái phần này nó dài được 25 cm. 1/2 tên gọi của mình là 12.7.
Đó, căn trượt 1 phần 2. Rồi anh em thích cái căn trượt 1 phần 2 này, mọi người cho giúp em mã số là B31, giá 150.000. B32 em có một cây càng tự động rất là xịn luôn. Đó, lâu lắm mới có một cây quân KTC nhắn nhã đầu khẩu 1 phần 2 nha anh em. Đó, lâu lắm mới có một cây này rất là khó kiếm luôn á. Anh này của KTC này BRU30 4247 Japan, số xuất nội địa Nhật. Đó, càng này là càng 1 phần 2 và có nút nhắn nhã đầu khẩu này. Đó, được không? Nhắn nhã đầu khẩu này. Nên là anh em mình là lâu lâu mới có được một cây thôi nha anh em, và cây này nó còn khá đẹp nha anh em, nước si đồ này nọ là còn ngon lành hết. Đó. Đây. Đó, không có bị tróc si tróc xiết gì đâu nha anh em. Đó, anh em mình thích về sưu tập được. Đây, nút nhắn nhà đầu khẩu bự đùng nè, đảo chiều. Đó. Bự nha anh em, nặng cũng nặng nha, cái này nó nặng tới 600 gram á, cầm đầm tay lắm nha anh em, cầm đầm tay nè, nặng 600 gram. Rồi nó dài được là 25 sen nè. Rồi con KTC 1 phần 2 có nút nhắn nhã đầu khẩu này giá 400 nha. B32 giá 400.000. B33 cũng là một cây cần 1 phần 2 nữa. Này 1 phần 2 là 3 phần 8 nè. Cái này là một 3 phần 8 nha anh em. 3 phần 8 thì đường kính của mình 9.5. Cái này rất là độc luôn. Đây, của hãng Grab luôn nha anh em. Đó, Grab này, hãng Grab gì nè ha. Đó, rồi thiết kế của mình là đây là mình thép phong rỉ này anh em không? Đó, Grab này ha. Để tin hãng vậy thôi. Đây, đặc biệt cái dòng này nó rất là nhiều chức năng luôn này. Chứ B là nút nhắn nhà đầu khẩu này anh em không? Đây này. Này đó, nút nhắn nhà đầu khẩu này, đó nha ha. Và cái nó có thêm một cái phần là nữa, phần tròn là để lách nhanh này. Đó, thí dụ anh em mình tưởng tượng ấp nó mà lỏng lỏng không? Đó, mình cầm tay này mình đặt luôn. Đó, cho nó nhanh chứ thay vì mình lách đã lâu nha anh em. Thay vì mình lách đã lâu đó, mình cầm ra này. Mình cầm mình quay vòng tròn luôn nhanh này ha. Nên là nó có nấm tròn nó rất là hay luôn. À, còn đảo chiều thì anh em mình xoay nấm này thôi qua ha. Đó, xoay cái nấm trắng ba này. Đó, mình xoay qua xoay lại thì nó sẽ đảo chiều ha. À, cây này 3/8 nhưng mà rất là đẹp nha. Nó có rất là nhiều chức năng trên cái cần này. Anh em mình có thể mình sưu tầm được những cái dòng này, nó ra hệ lắm. À, và nó dài được là 20 sen nha. 3/8 đường kính 9.5, rất là hay nha anh em, cây này rất là hay. Đó. À. Con này ren nhuyễn này, nghe tiếng này anh em biết rồi, ren nhuyễn lắm ha. À. Rồi, con này em để giá 300 nha. Đó, 300.000 cho cây cần này. B33 ha, B33 giá 300. B34 thì em có một cây nối dài nha, cái này nó còn khá là mới luôn, chưa có xài cho nên mình thích hàng mới. À, con này của KTC luôn nha anh em. À, KTC này 1/2. À, đường kính là 12.7, chưa xài. À, mới càng chưa xài nha anh em. Đó, anh em mà thích hàng mới mình sưu tầm. À, nó dài được là 15 cm nha anh em, nó dài được là 15 cm. Mã số là B34 ha, 102. Tiếp theo là một cây của Tone. Cái này thì nó có cái tròn vòng tròn đây để mình đúc cái cây qua, mình sử dụng những cái vị trí T ha. Của Tone này 1/2 luôn nha anh em, dài 15 cm luôn, số xuất nội địa Nhật Japan. Đó. 1/2 nha, cái này giá 100.000. Mã số B35 nha, dài 15 sen luôn nha anh em. Rồi tiếp theo B36. Đây, bây giờ chuyển qua ra gần gần qua cho dễ. 36 là một cây bộ hoa thị cho nên mình treo móc khóa này. Cái này hiếm nha, của Betun nha anh em, Betun hàng nội địa này. Đó. Của Betun này, công ty Betun này anh em. Đó, hôm trước là bán mấy cái bộ khóa của nó đó. Đây. Thì cái bộ này là bộ hoa thị nha, bộ hoa thị chữ T. Đầu tiên của mình là T10 này, T15, T20, T25, T27 và lớn nhất của mình là T30, 6 con. Đó, đầu hoa thị chữ T có cái lỗ tròn này, nói chung là lâu lâu mới có được một bộ này cho nên mình treo móc khóa xe. Đó, rồi anh em nào thích cái bộ khóa T này ha. Đó, thì hình thức nó cũng có những cái vết vàng vàng trên cái phần thân thôi. Nên mình treo móc khóa rồi mình sử dụng B36 giá 180 cho bộ này nha, B36 180. B37 một cái cuộn chì nha anh em, cuộn này làm 150 gram này, đó còn nguyên nguyên bản luôn. Tổng trọng lượng mà tính luôn cái rulo thì nó nặng tầm khoảng là 180 gram. Đó, cụ này thì nó người ta dùng rất là ít ha, gần như là người ta dùng sơ sơ quá ha. Cái này do mình để bãi nào thì nó lỏng cái chì ra nên mình về thì mình cuốn lại. Nó còn 150 gram chì anh em. Đó. Của Haku hàng nội địa nha. À, cụ này thì cái sợi dây chì của mình á, đo thử tầm khoảng là 1 ly anh em. À, tầm khoảng là 1,5 ly chắc rồi. Em lấy cái kẹp. Đây. Sợi dây chì chính xác của mình là 1,5 ly nha anh em, sợi dây chì 1,5 ly á.
B37 giá 150.000. B38 một cái hộp mũi khoan sắt này, HSS này ha, 13 chi tiết này, của Nhật này anh em ha, của chữ Nhật này. HSS là khoan sắt nha anh em. Bộ này đầy đủ luôn. Cái hộp này thì cái kính hoặc nó bị bể nha. Đó, nhưng không sao hết. Đây và ngoài ra thì nó có thêm một cây tu này để anh em mình lấy dấu luôn, rất là thuận tiện. Đầy đủ nha anh em, bộ này đầy đủ mũi và chữ xài. Đó anh em thấy không? Mũi này nó của mình là còn ngon lành hết, về mình xài thôi. Đó thì cái bộ này là từ 1.5 này, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6 và 6.5 nha anh em. 13 chi tiết với lại một cái cây tu lấy dấu này 14 chi tiết luôn á. Đó, rồi cái bộ này thì em để giá là 250 nha, B38. B39 em có một chiếc sản tiếp bằng rỉ này, cái này còn khá là đẹp ha. Đó, đây này, logo chiếc lá anh em, chữ Nhật bên này này. Đó, này có logo chiếc lá, tem rồi này nọ cũng đẹp. Đó, tiếp con rỉ. Có một cái chui đây anh em mình treo lên ha. Thì con này nó dài được tổng có thể là 18 28 sen. 28 sen B39 giá 100. B40 cũng tương tự vậy thôi. Đó, hai cái này nó giống nhau nha anh em, có chiếc lá này, có chữ Nhật bên này này ha. Đó, chiều dài đều như nhau hết. 29 7 sen rưỡi. Đó, có một quá treo lên. B40 giá 100. B41 em có một cái mũi lết ngang này, cái này em chưa xài. Đó. Để anh em thấy nè. Đó, mới càng luôn này, đó để bãi này nọ thì nó có vàng vàng trên phần này thôi. Đó, của top nha anh em. Này của thương hiệu hãng top ha, size 280. Nè anh em thấy ren ngầm là mới càng chưa có xài nha, xài người ta xài thì sẽ có những cái dấu loang. Còn này còn khá là đẹp ha. À để em đo luôn cái độ mới ngầm. Thì con này cái ngầm của mình đó, nó mở được lên đến là tới 72 ly nha anh em. 72 ly 7 phân 2 ha. Đây. Hoạt động nó ngọn ngành trơn tru ha. Của top còn khá là mới, anh em mình có thể thích hàng đẹp ha. Tại vì người ta chưa có xài nên nó không có bị loe loét gì trên phần ngầm hết. À, đây anh ha. Không bị loe loét gì nha anh em. Đó. Đẹp ru luôn. Rồi cái này em để giá 280 nha, 280.000, mã số là B41. Bằng thép nha anh em, con này nó bằng thép và cũng có một cái mẫu đất ngang này, nhưng mà con này thì nó làm bằng hộp kim nhôm. À, hộp kim nhôm thì cái này là nó chuyên để cho anh em mình vặn ống nước luôn này nọ này. Đây của thương hiệu Super, con này thì có thương hiệu Super nha, thép alloy luôn á. Đây này. Chuyên để mở những cái ống nước nha anh em. À, những ra này, anh em thấy không? Cái cùm nó này. À, mình mở những cái ống nước đồ này nọ nó không bị kẹp này ha, nó mình mở những cái vỏ nước đồ này nọ ra nha anh em. Của hãng Supertool. À, Supertool ha. Cái tem này thì nó hơi này, cái độ mở ngầm của mình là từ 0 cho tới 75 mm này, tem này nó hơi cũ chắc tí này mở luôn. À, đây nhưng mà con này thì nó còn đẹp nha anh em. Đó nếu mà người ta đã sử dụng nhiều quá thì nó sẽ bị loe nhẹ nặng nha. Cái này thì cái môi ngầm nó còn rất là đẹp. Tại vì hộp kim nhôm mà anh em, hộp kim nhôm thì nó mềm. Ở đây. Mới được 75 nha anh em, nó thông số nó để hết rồi. À, em quay vô cái màn ngầm cho anh em mình xem nó kích này. Không như tới 75. Đó, mùi ngầm những con này nó còn rất là đẹp nha, đó, đúng không? Đó. Kim nhôm nó nhẹ nha anh em, đây nè. Aluminum alloy ha. Mình hộp kim nhôm cái này, đó cái này thêm để cho 280 luôn nè. Hình như là còn đẹp nha anh em, B42 280. Mình nhôm nó nhẹ của hãng Super này ha. Của hãng Super. Giá 28 sen luôn, mã số của mình là B42 nha. B42 280. Rồi em Thắng xin kết thúc clip tại đây. Và hẹn mọi người vào clip tiếp theo ha.